có thể tháo bốn cái ốc ở đây này, một ốc, hai ốc, ba ốc, bốn ốc đây thì vẫn có thể tháo loa ra để lắp vào thùng bình thường hoặc là lắp vào xe. Đôi loa này em bao hay loa chất, dòng loa xe mẹt thì không phải chê luôn, mà đôi này là đôi toàn giải phễu quá đẹp, 16 phân chuẩn tiêu chuẩn của xe. Anh em có thể nâng cấp cho xe cũng được mà chơi loa ở nhà cũng được. Phong trào chơi loa toàn giải bây giờ thì quá chất rồi, loa toàn giải thì chơi rất là sướng. Anh em nào có nhu cầu loa toàn giải này thì liên hệ nhá, giá rất